Lo được chơi cái gì lúc được trong to đã hết rồi cậu. Ừ
hết đi, nói hết. Hôm nay còn bao mà bao không mà thổi đi. Lương thực của hôm nay trong mối đặc biệt quyết, lệnh ta truyền lộ ra thủ tập trước khi để chúng ta phản dạy nó nghe. Lệnh ta truyền mau xuống truyền ngon, đột dập tóc tài, biết một lòng bổn lòng mà quay. Mau xuống truyền ngon, đột tóc tài dập. Do lúc nào đi nói chặt kèo lời với nàng đó. Nàng biết tao là
Vì làm cái gì phải? Vô nhà các bạn không đẹp như anh mới cho em ra. Còn Tâm á, cái đầu nó xa cái mặt đắt. Vậy đó mà. Thôi. Thì ta làm cướp hả? Anh đúng rồi. Đối với ai á thì anh cướp tiền cướp quả, còn đối với em anh cướp tình yêu đó. Cướp tình yêu. Cướp tình yêu là cướp gì trời? Là cướp gì là mẹ đó, với lỡ ông làm gì đó. Trời ơi. Nè, tao có tiền, không có gì chứ, có này lấy không? Đó. Giờ con nhỏ này lấy gì mà phố nuốt quá không? Nói chuyện với em không? Anh bây giờ anh làm quyến nói chuyện với em quá, giờ anh kêu điện tử anh ra nói chuyện với em. Đâu nữa anh? Mặt này có điện tử nhiều lắm ha. Nè, còn bao nhiêu người chưa hết ở đây, tôi sửa tiếp một. Rầm rầm. Rồi, đếm đi đếm lại chắc cũng mấy trăm thằng. Rồi nha. Đếm đi đếm lại nha, đứng đó đi. Điện tử đó. Điện tử. Không biết không. Trời ơi, này nó khôn, nó khôn gì. Điện chi. Nghe nó nghe nè. Cậu ơi. Sao? Nghe nó nghe nè, nghe nó nghe nè. Cái gì? Thì ra đây đấy, trời ơi, trời có hàng, ông nội ơi. Trời ơi, có hàng à. Nghe cậu hỏi bên ngoài đó có bao nhiêu người? Dạ, cậu ơi. Một người đó, một người à. Trời ơi, tụi bây thật là anh hại. Một người mi bập đầu chảo ốc cho ta đó nghe. Đập ông nổi đấy, nhỏ này đẹp quá, đập ông nổi, ông nổi đấy. Vậy à? Được rồi, để ý cho cháu cậu nó nghe. Lấy đẹp á. Đâu, Hà Nhơn xúc phạm cả nha. Trời ơi, trời, người ta có dám đứng gần cũng đâu mà làm mai. Vậy đó hả?
Thôi được rồi, để cho cậu. Sao? À, nghe nhà nói đây. Nè, nghe ta hỏi. Nàng đi đó mà đầu tam có kỹ. Một cửa một người khó đại quan. Khả cho quan bài. Cho anh đi nghỉ tục thằng Nga. Cho anh trường thằng Chinh Hà Sứ. Hỏi thằng đâu? Biết tên của ta. Ờ. Nghe ta nói đi. Biết tên mới đánh được. Nói đi. Nghe cho rõ đi. Chưa ta đi. Thằng cháu quán quá ở. Cái người đẹp, tên cũng đẹp đó hả? Này nói này nè, tên Phạm Lê Quê hả? Vậy bởi Phạm Lê Quê. Thấy nào? Nghe nói nè. Lời, thôi được rồi, không biết ta có chồng hay chưa chứ gì. Phải nghe ta nói đi.
đi mà vô chồng kìa. Thì vô chồng mắc ở. Trời ơi, bởi này Trời ơi, khôn quá vậy. Ừ.
Trời ơi, thế là thua chưa? Xê ra. Ta thua cũng làm chồng nè. Ta thắng ta cũng làm chồng nè. Thua có hỏi đâu cái chết gì vậy? Trời ơi, ta không đồng ý. Cái gì vậy? Vừa ăn cướp mà, có gì đâu vậy? Ta cướp mà, ta cũng nói gì ta nói. Ta không đồng ý. Chứ ta muốn gì thế đâu? Nam cấp tử thì chi mu chi phủ. Bà nữ trong nam như mổ di di. Trời ơi, quý thằng ơi. Trời ơi, cái gì cỡ? Nhỏ này nó hổ cái gì? Quái lợn nữ á. Tổ bay giữa tôi quýnh ai chứ. Thắng người ta thì làm chồng luôn. Ừ. Con gì đâu. Trời ơi, quý thằng ơi. Cái ông không lẽ ông nam chi chi chí mà để tôi phụ nữ con gái người ta quá trời hèn luôn á. Ai trời ơi. Chứ chạy cái cậu giao kèo lại cái cậu. Chắc ăn không? Chắc ăn rồi. Ừ. Để nam chi chi chí để tôi phụ nữ. Được. Cậu tin em một lần này. Thầy nói nghe nè, nói thì nói gán ra trong nội vua nhục lắm nghe không? Thầy bị bạ không? Cậu làm gì ý chí mà đường nào con vua nữ gì được? Thầy thì nói sao? Được, ta đồng ý, nếu mà nữ chấp nam thì chi mẫu như gì? Thầy nữ với con chí sức. Con mình đấu với nhau. Lời đó nói ta đi. Bỏ đầu là ta làm chứng. Cậu làm chứng chứ, cứ làm trọng tài, cứ làm chứng luôn chứ. Đúng rồi. Bây giờ ra tôi gạch nút giữa tiếng 1, 2, 3 là sắp vô quýnh nha, nhớ nha. Nắng cho đời làm chồng tôi, làm con tôi nghe không nhận. Rồi, một, hai, ba. Ai vậy? Trời ơi, chợ cháu quýnh tôi vậy cháu. Ai ghét chị quýnh? Trời ơi, chợ tôi đâu có giao kèo gì đâu, ai người quýnh nhau rồi nghe không? Trời ơi, phải đứng qua một bên thì ta mới đánh được. Rồi lần quýnh đi, tôi đứng tiếp nhau. Rồi em phải lui qua một bên. Rồi, một. Ai? Thì hai đọc nhào vô hốt lẻ thì nó nổi mình. Ừ, điểm đi cho con hay. 299. Rồi chưa? Hỏi nha. Gì vậy? Cái đó được đập chết luôn giờ. Ba. Quý thần ơi, đó là nói chữ nói thôi ăn rồi báo thằng
nào báo nào quý vị, trời ơi. Để tôi nào này đây nè. Nè cái đó nè. Thì ngáp qua này. Đừng có giận cứ nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Này là biết rồi. Sao?
xin bà có đòi đi tứ ra. Cậu ơi, sao? Tôi nói cậu nghe, dù sao cũng tình cháu cậu, cậu đâu cậu. Lúc nãy cậu gì cũng buồn ngộ lắm. Thôi, cậu ở lại thằng giỏi nha. Cậu cậu nha. Con đi với cậu, để đi gạt ra, con bỏ gạt cướp luôn. Ừ, rồi làm gì? Con đi giật đồ. Mẹ ơi. Mẹ thước gì là mẹ ta? Chứ sao? Mình có chơi có gì nữa. À, thôi được rồi. Đúng không? Chị thề hả? Thề được. Thôi được ăn rồi. Dạ. Con là Tiến Lương, chắp tay gian giải quạt thiết hậu thổ. Nếu mai sau có phụ rảy cùng với mẹ hiền thì cho gươm trời xuống phân thay được cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
sắp ghi cuộc đời. Bà đã từng thấy lâu nay, bà có đâu bị lợi trên mắt. Đặng nghe chiếc lòng nàng đáng thương. Bây giờ ta nghe bà đã nói ra rồi, ta mới hiểu ra một chuyện. Bà ta không lên quê nàng được hợp dừng dẫn. Dạ. Thôi được rồi, ta mời bà bước vào trong. Dạ. Dẫn trong đá được đạp đào. Bà nhờ chúng tiêu. Dạ. Thân như già đã ấu kiếm đầu kinh với cái này. Rồi. Ta mời nhà ngồi. Dạ, dạ ngồi đi, chứ đứng được rồi. Ngồi đi mà. Dạ, chứ không dám ngồi. Ngồi đi, chứ không dám không mà. Dạ, chứ không dám ngồi. Dạ thôi. Đừng chờ con được năm bà thương. Dạ. Ta chỉ còn một điều thắc mắc mà ta không biết kể từ sau, kể từ trận Thủy Hồng khiến quá bãi ngạc đến sang cái mặt giông, còn từ hàng giác buộc bãi giết trường nàng phải mất 100 tròn. Vậy mà cứ tại làm sao mà nàng lại cứu đinh xa thoát nàng. Dạ, dạ biết sao không, đường quá lộ một chiếc xe hiện trợ giúp trường gặp nàng có bốn mặt vô lên. May mắn nào được ở trọng được tấm thân. Trong khi đó, đường xa xôi dịu dời. Dạ, nhà biết sao. Sao nè? Tình chặt xa một biểu trầu. Nếu mà thiết đi được đại lộ thì một mắt trời. Sao khứ và tiệt, chặt chó thì sao? Cái suy nghĩ tới, nghĩ lui. Nghĩ mãi mới ra được là đi đường tiểu lộ. Chỉ mất một tuần thôi đã cứu được già rồi. Cái gì? Này đi đường tắt mà. Dạ, ta nghe nói đường tắt biết mà đặt đi. Thì từ đó nàng đi mới đi ngang cổng phía xa số vài. Dạ đúng rồi cha. Dạ vâng. Hiếp đi ra qua cổng phía xa gần con tạm biệt nhé. Ta nghe nói đó là một phần đất ranh giới của đại đường. Từ bấy lâu nay thảo nấu vượt xa lại có đến phụ lĩnh đặt thả thao lược. Giờ tới phụ ra nhiều lần giết bạc cũng muốn thâu tóm mảnh đất để trở lại đại đường. Nghe nói đó đặt đặt quá khứ rồi. Dạ có. Vậy à? Dạ. Rồi sao nữa? Dạ thì biết là băng cướp. Cái chặt đường lại. Chặt đường lại. Dạ chặt đường lại. Bác ơi. Đâu em ơi? Dạ. Có sao không? Chứ đâu có sao đâu. Để tiếp kể cho chàng nghe. Vậy à? Chàng biết chặt. Chặt đường tiếp lại. Nó khen tiếp đẹp. Dạ. Dạ cái gì? Dạ nó khen tiếp đẹp. Chặt đường lại. Học cướp tiền. Học cướp tiền. Dạ cướp tiền. Khen đẹp. Trời đất ơi, lạ con kìa. Rồi sao bữa nào? Dạ, nó mới hỏi chiếc đi đâu tên gì. Rồi nàng trả lời như thế nào? Dạ, chiếc đi thật là như ta đi hàng trang quanh quế ự. Ta tấn với Phật nữ liên duy. Ai đã biết tên rồi hãy nhắc được cho ta thượng độ. Rồi sao nữa? Cái gì? Nó hỏi chồng hỏi con đó nhỉ? Cái gì? Trời đất ơi, bây giờ hỏi chồng hỏi con. Dạ, hỏi chồng hỏi con. Chứ bé nói là ta chỉ muốn không thể quên biết. Cho có nào cũng hỏi chồng hỏi con. Phải rồi. Cái này từ từ trước là xong quen. Cái thứ hai không quen. Bây giờ muốn biết có chồng có con làm gì. Cái nó nói có chồng ở đất khác thì chưa chồng ở đất khác. Có chồng đánh làm sao chứ chồng đánh ra làm sao. Nó nói mà có chồng thì nó cho qua. Còn bằng chưa chồng nó giữ nó lại. Chưa chồng giữ lại. Mà nàng trả lời như thế nào? Dạ, cái đó chứ chưa có chồng. Cái gì? Ta ngồi ở đây mà bảo chưa chồng. Gà quá. Là nàng nói dối à? Dạ, chứ nói dối á. Rồi, tốt chuyện, chị biết dạ, chúng ta sao? Dạ, tại sao không cho đi chồng? Cái gì? Không cho đi. Để nó coi, ngộ vậy? Dạ. Rồi nàng như thế nào? Thế này, mới nãy nói là chưa chồng đi đâu qua, bây giờ sao cũng không cho đi. Thế nó nói là, đó là ông cướp mà. Muốn nói sao nói? Quá là vừa cướp, bỏ
Để bà con thấy em ăn nước được nói sao nói. Thảo thấu vừa xa mà chắc là không có gì chứ anh. Dạ, đâu có. Thế mới nói là ta đây là cái chồng có chồng rồi. Như chồng bà đang được chầu thế tử. Vậy nên đem bình phục để đánh cái đánh đi. Vậy hả? Bây giờ chào biết không? Rồi.